Let's get it. Nào mà tụi mày muốn nghe tay Nguyễn Flow thì cùng tao leo lên tầng thượng. Từng tầng hầm rồi lên trên mái anh em tụi tao cũng leo lên tầng thượng. Thầy Nguyễn Sập for life sẽ khiến tất cả tụi mày phải leo lên tầng thượng. Và một khi mà lên sân khấu thì phát tụi ta sẽ quen tới tầng thượng. Cảm ơn những điều giản đơn tương tự đơn sự vừa nhường phiên. Hòa vào giai điệu mãi cuồng điên hội tụ dĩ nhiên là phải thường niên rồi thì lấn át bằng việc bán rap hoặc xem hối để mà còn lối thành. Tăng bắn loạn sau từng tấm đạn nhưng thực chất chỉ là xây trong lối hành văn. Khối cầu phối màu xanh chờ sẽ mưa khi ta vừa diễn khúc hát nhập và xúc giác đối thủ thì được ta hay làm diễn phúc kể vào lúc mà thần tượng cháy sẽ dễ dàng thấy được hào khí cực hạn thực trạng là vật càng sẽ phải chứa xác lên đến chục mạng sau lực đạn tụi mày rác làm tao phát bật xác lực trong tay khiến âm giáp còn nếu giờ so về tốc độ không thể nào ngang bằng về thân pháp chân đáp xuống mặt đất cảm giác thật nhất và lo đang sánh vai cùng huynh đệ để mà thấy bạn thử đấy là những làng tự cháy một cách thật tinh nhuệ khởi nguồn của nỗi buồn là thứ cảm xúc không thể nào dứt bỏ một trong những điều tuyệt nhất chính là giai điệu sai lầm của đức võ chợt thấy lòng bình yên là tô phu nam ly thì chuyên hòa anh em quay gồm phi tay đây là cách bụng phái tây nguyên bình thiên hạ. Tây Nguyên Airlines đang cất cánh nguy khắp thật dây an toàn. Bay lên mấy nơi cao nhất rời khỏi mặt đất lịch sử lật sang sang vàng. Nơi tao đứng trên được cao bao nóc nhìn mấy thằng đao đang dần lao dốc 4321 cao đao. Tại vì sao đốt cháy oxy trên tầng cao ốc. Vẽ hay là rap tao cũng phát tốt kỹ thêm một tí dây nháp là thấy khác biệt phàm nhân. Dùng ngòi mực nghiệp đảo cả trời vực lấy 4 lạng mà đẩy 1000 cân. Lời tao rap là phát ra chân khí không cần thiết tỏ ra mình viết thâm thúy danh vọng với tao chỉ nhẹ như lông hồng. Nhưng Tây Nguyên trên cao lại luôn là chân lý. Khi biết đại phát vì tao là cài gắt để đưa âm nhạc này lên tầm vĩ mô. Thứ mày đang chơi thì nó chỉ là game nhưng với tao lại là để công nghiệp tỷ đô. Làm việc lớn thì có cái gan nghĩ to không một giây được phép mơ hồ. Khi mà tao và cùng mấy thằng anh em đồng tâm cùng cái vai sát cánh để gánh cơ đồ. Cha tên tao đây là Tây Nguyên sao bên ngay trên thanh tiền. Chỉ thấy có nhạc tình sâu lắng vậy thôi đừng nghĩ bọn anh hiền. Không muốn phiền thì đừng nên dây vào. Còn muốn hợp tác thì là đập tay phát. Cùng lý tưởng thì đừng ly say nào. Đêm nay cháy ra và cùng tao bay sát. Cùng hòa nhịp rồi lớn tận mấy trời. Là nghề và chết thì sao? Ai bọn này vừa ngốn vừa láo này. Tụi mày làm đéo tao. Quăng một thằng phải ó mày hố mày. Gánh gây không khí mày bằng được. Và một khi mà tao đã chơi thì tụi tao sẽ cháy đến tàn cùng. Nào mà tụi mày muốn nghe tay Nguyễn Flow thì cùng tao leo lên tầng thượng. Từng tầng hầm rồi lên trên mái anh em tụi tao cũng leo lên tầng thượng. Tại Nguyễn Sập for life sẽ khiến tất cả tụi mày phải leo lên tầng thượng. Và một khi mà lên sân khấu thì phát tụi ta sẽ quen tới tầng thượng. Đưa mày cho tao cây mai là lúc hip hop đây đang bùng nổ. Thứ âm nhạc mà tao đang chờ đều phải ru gan tổ ra hùng hổ. Khi mà lá cờ tụi tao đang phất đại diện cho cả núi rừng xanh. Bắt học yên tâm tàu đạp cảnh giới thì ông đeo có cửa mà đứng cùng anh vẫn câu nằm sâu tận trong nhiệt huyết. Cảm hứng lên là chỉ việc viết tu luyện và năng trong tâm hiểu biết. Khi lời ta phát ra là cả tiểu thuyết và giờ cầm giấy bút để ghi lại kiệt tác tuyệt nhất khi lời nhạc ta phát ra. Chờ hip hop và ta chung đường lối là một khởi nguồn mới để vượt qua tao khác xa. Bố xuất thân hoặc là một cá thể hữu duyên hội ngộ là kinh nghiệm tình thân. Khi bọn mày đang xây tượng đài thì anh em ta đã ngồi xuống bình tâm. Văn đồn báo luyện mà tao đã có đủ thành phố đêm nay chắc chắn sẽ khó ngủ. Anh em hội ngộ trên tây bắc vào nam ngọn lửa rực cháy tỏa sáng nhào quang. Ok bọn tao đứng đây cùng huynh đệ hô vang dòng rap thừa kế tình truyền nhân. Ru rapper xuất thân từ đường phố bùng nổ khán đài cho tao lòng hiền thâm. Dù có đi có thêm bao nhiêu năm lá cờ tây nguyên vẫn còn bay phấp phới. Lịch sử rap Việt sẽ tiếp tục sang trang hip hop miền trung để bọn tao rắc rối. Khi tao đi qua, đừng cứ tưởng tao Wiz Khalifa. Nhịp điệu đưa cho tao đến hết mọi nơi mà không cần để ý tới visa. Nhiệt huyết đang cháy giờ mà tao đang lấy hết tất tinh hoa lên không trung. Nên cách vào nhạc như là gió xào xạc mà đâu cần phải nghĩ không mông lung. Đây là một liên kết khi mà bọn tao xuyên hết qua tất cả không gian không rào cản. Tao bỏ xa căn bản xuyên nghe thành bài giảng. Nếu bây giờ tao biến nhạc thành văn bản, bên trên tầng thượng là vật thích năng lượng. Tụi tao đang cầm ma như cầm trượng, đam mê nồng đượm nên giờ tao không ngượng. Thì cứ việc gọi tao là thần tượng. Lên trên và quay sang bên trái núi rừng và mây vang tên mãi bốn bề cỏ cây. Đang đơn trái đơn giản là Tây Nguyên môn phái. Tụi tao dừng là công việc liên lạc với bọn viêm mạc và thường xuyên tạc chuyên nhạc. Khi tao đã không thích là chỉ trích và công kích, cũng được phân tích đưa âm nhạc tao biên soạn. Ra diên vạc và vật gốc tao liên loạn. Wow, cơn giá tông đầu như viên đạn. Wow, tao phong liên hạ chỉ dưới một kế. Anh em Tây Nguyên là tôn thế. Chuyên nhân chân giữ diếp tay phái này đảm nhận để vận dụng hết ngôn ngữ và tích chữ thành quyền năng. Thứ trong tính giác của thủ mày khi đã phát bản nhạc này đó chính xác là kinh pháp của thiên tăng. Wow. Quang chủ cầm mãi trên tay, anh em tao cũng sẽ ăn đêm nay. Từ tầng trệt rồi lên thang máy, xem hip hop đã được phát trên này. Không có nhắc tên mày thì vẫn phát thêm này. Nó lại một lần nữa bọn tao vẫn phát tên mày. Khi bọn tao chơi dù chép hay là boom bap, đều có một khả năng là rap chỉ có tung sát. Tay trên tim là ký tự cho các thằng lý sự. Mày nghe một ví dụ, chơi hip hop phải ra tăng tiền tệ. Tư tưởng ok thì theo làm hiền đệ. Chỉ có một tờ giấy là dùng để ghi thơ, đổi giấy tung hành rồi bước lên phi cơ. Và tao đi ba miền những công việc từng năm. Mày muốn sao tiền phải có hùng tâm. Let's go. Khi mà nghe thằng phố với nhu cầu thì đập thâu đi mà theo lên cái dấu để mà chơi đâu phải lại. Mấy thằng bạn từ đâu để mà xấu sao mà lâu để mà câu để cái dấu tao còn dành tao cả mai. Bao vẫn thơ và máu tao vẫn đang còn khác. Cho phần nhiều năm sau tao vẫn mang dấu vết. Từ cái sáng chưa kịp giáo thủ tao đêm nay lại dù một thứ nhạc sẽ toang một sát. Và cùng với những thằng huynh đệ chỉ vẫn làm ai đó để khác vào kỷ nguyên. Như đất mẹ đã sinh tao để rap, còn đôi tay này thì dùng để chỉ thiên. Tao vẫn rap ngày và còn mãi về sau để cho bọn tao biết khi cái tên xưng họ tùng tiên tao cũng sao trên đất từ đất núi khái niệm đầu tiên trong vùng Tây Trung Bộ. Cùng hai nhịp rồi lớn tận mấy trời, là nghề và chết thì sao? Ai bọn này vừa ngóng vừa láo này, tụi mày làm đéo tao. Quăng một thằng phải ố mày hố mày, ghét cái không khí mày bằng được. Và một khi mà tao đã chơi thì tụi tao sẽ cháy đến tàn cùng. Tầng hầm rồi lớp trên mây anh em tụi tao cũng leo lên tầng thượng. Tại nguyện sao còn lại sẽ khiến tất cả tụi mày phải leo.
got back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. Now we're back from the dead. Hell yeah. Hello.
lâu rồi không nghe tiếng trống vang, nhịp beat vẫn đập đều đặn, bên sau bên tai chỉ còn tiếng chim rơi. Vẫn là con người ngày đó và vẫn có một tình yêu luôn chờ đợi, nhưng mà sao trong tim bây giờ lỗ nhạc vần thơ cầu chữ sao mà khó khơi. Tôi có còn là CNC, phải chăng tôi là TLP? Who the fuck is me and what the fuck is killing me? Đâu là thiên đường còn đâu là địa ngục, liệu ai có biết bao giờ tôi sẽ cục? Phải chăng là cái mai ghi dãn tới cái mai rồi, đúng hay là sai, liệu ai đúng hay sai? Và danh tiếng nó có phải tất cả những gì tôi muốn, và liệu danh tiếng có thể giúp tôi vơi đi được những nỗi buồn? Và khi đêm về sẽ còn ai cùng tôi chia sẻ chuyện vui chuyện buồn? Và khi đêm về sẽ ra sao với khi đêm về? Và như một giấc mộng tất cả sẽ tan biến mà thôi. Và khi tôi ngừng rap thì liệu ai sẽ còn nhớ và nhắc đến tôi? Và tốt nhất là từ bỏ tất cả những gì không thuộc về tôi. Nhưng còn CMC thì sao? Một ánh đèn bên thắp lên trời.